ngày 29 tháng 11, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường DT741 đoạn qua khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe ô tô tải bất ngờ đâm vào đuôi xe chở xe cơ giới phía trước khiến tài xế kẹt cứng trong cabin. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút tối cùng ngày, xe chở xe cơ giới biển số 93C00583 do nam tài xế khoảng 50 tuổi điều khiển lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn thuộc khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình, cùng lúc này xe tải biển số 93C09341 do tài xế Tinh Tuấn, khoảng 45 tuổi, lái từ phía sau đi tới đã bất ngờ va chạm với xe biển số 93C00583 đi cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến đầu chiếc xe tải biển số 93C09341 biến dạng, tài xế Tuấn bị kẹt cứng trong cabin. Khi nghe tiếng động lớn, người dân đã nỗ lực dùng các vật cứng và giải cứu tài xế ra khỏi cabin, đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Nhận được tin báo, cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.